Xin chào tất cả mọi người, chúng ta tiếp tục học giáo trình Edito A2, chương 7, và ở trang 103 chúng ta có một bài về ngữ pháp grammar. Và nội dung của bài này đó là các tính từ không xác định, les adjectifs indéfinis. Các tính từ không xác định thì có nhiều, chúng ta nhìn lên danh sách này thấy có khá nhiều, nhưng trong bài này người ta chỉ giới hạn ở trong hai tính từ là chaque và tout. Ở trong bài này người ta chỉ giới hạn ở trong hai tính từ, thứ nhất là tu và thứ hai là sắc. Nhưng mà chúng ta cũng nên để ý thêm các loại tính từ không xác định khác. Ok là không gì cả, autre là khác, certain một cái nào đó, différent ở đây số nhiều là khác nhau, divers cũng là khác nhau, l'un et l'autre cái này và cái kia, n'importe quel, bất cứ cái nào, mais là nhiều, même là chính, là ngay, nul là không, pas un không có một cái nào hết, plus d'un không còn một cái nào hết, plusieurs là nhiều, quel là nào, quelqu'un là cái nào, quelque là nào đó, quelque là một vài, tel là như vậy, và tout. Đây chúng ta không có đề cập tới tất cả, chúng ta chỉ đề cập tới chaque và tout như trong sách người ta đề nghị. Tính từ chaque luôn luôn đi kèm theo một danh từ số ít. Ví dụ, chaque jour mỗi ngày, chaque semaine mỗi tuần, chaque mois là mỗi tháng, chaque année là mỗi năm. Cho thấy luôn luôn đi kèm theo một danh từ số ít. Có nghĩa là mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm thì không thể là số nhiều. Do đó, tính từ chaque nó chỉ có một dạng thức như thế này, nó không có số nhiều, nhưng chỉ có số ít. Và trong khi nói về số ít, chúng ta thấy nó có thể dùng với một danh từ masculine giống đực, chaque jour, nó cũng có thể dùng với danh từ giống cái, feminine, chaque semaine, bởi vì nó có sẵn ký tự e rồi, do đó đi với danh từ giống đực hay giống cái thì vẫn là một dạng thức. Như vậy, tính từ chaque là mỗi, rất là dễ dùng, nó chỉ có một hình thức như thế này thôi. Trong khi tính từ tout thì nó thay đổi, chúng ta có masculine singulier giống đực số ít là tout, feminine singulier tout, giống đực và giống cái số ít. Và chúng ta có giống đực và giống cái số nhiều là tu, tut. Và như vậy là chúng ta thấy phát âm là tu, tut, tu, tut. Tính từ tu này phù hợp về giống và số với danh từ đi kèm. Ví dụ, tout le monde, tất cả mọi người. Đây là danh từ giống đực số ít, chúng ta dùng tu. Toute la journée, suốt cả một ngày. Journée là một ngày dài từ sáng cho tới tối. Đây là danh từ féminin, chúng ta dùng tut. Tous les jours, tất cả mọi ngày. Les jours là danh từ số nhiều, giống đực, chúng ta dùng tout, tous les jours. Và toutes les maisons, chẳng hạn, tất cả mọi ngôi nhà, thì chúng ta thấy đây là danh từ feminine, giống cái số nhiều, chúng ta dùng tout. Vậy tóm lại, chaque luôn luôn đi kèm theo một danh từ số ít và nó chỉ có một hình thức như thế này. Tout, 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 phù hợp với giống số, giống và số với danh từ đi kèm, do nó có bốn dạng thức. Và bây giờ trở lại phần sách giáo khoa của chúng ta, phần số 1, échauffement, phần khởi động. Trouver les adjectifs indéfinis dans les phrases suivantes. Trong các câu sau đây, các bạn hãy tìm ra các tính từ không xác định. Ils expriment tous la même idée. Tất cả chúng, ở đây chúng ta thấy là đại từ nhé. Đại từ thì phải phát âm ký tự S. Tất cả, ils expriment tous la même idée. Tất cả chúng đó thì đều, ở trong các cái câu này, đều diễn tả cùng một ý tưởng. Est-ce la quantité ou la qualité? Như vậy, nó sẽ diễn tả ý tưởng về đại lượng hay là diễn tả ý tưởng về chất lượng. Quantité là số, qualité là chất. Câu số 1, j'ai découpé toutes les têtes des photos. Đây là một cái câu trích ở trong một cái bài trước. Découpé là cắt, tôi đã cắt ra tất cả các cái đầu ở trong các tấm hình này, chúng ta có một tấm hình chụp toàn thân, nhưng mà người này chỉ cắt lấy cái phần đầu thôi. Như vậy, ở đây chúng ta thấy có tính từ không xác định là tout. Câu số 2, chaque visage était découpé en sept parties. Mỗi khuôn mặt thì được cắt ra thành 7 phần khác nhau. Chúng ta có tính từ không xác định là chaque. Câu C, son invention est aujourd'hui connue de tout le monde. Cái phát minh của người ấy ngày hôm nay đã được tất cả mọi người biết đến.
Vậy chúng ta có tính từ không xác định là tu. Chúng ta đã ghi ra các tính từ không xác định trong các câu này. Và bây giờ người ta hỏi những tính từ này diễn tả số lượng hay là chất lượng. Chúng ta thấy là số lượng tất cả các cái đầu, tất cả mọi người và mỗi khuôn mặt. Như vậy người ta nói về quantité. Số 2, relisez les phrases de l'échauffement et quantité. Chúng ta hãy coi lại, các bạn hãy đọc lại các cái câu ở trong phần này, rồi các bạn sẽ bổ túc vào chỗ ba chấm như thế này. Ces adjectifs permettent, các tính từ mà chúng ta vừa tìm ra đó, nó cho phép, de parler d'éléments séparément, cho phép chúng ta nói về những yếu tố tách biệt với nhau. Đó là câu nào? Thì chúng ta thấy đây là câu B. Câu B là mỗi cái mặt thì được cắt thành 7 phần, mỗi mặt như vậy là từng phần. Đây là phrase B. Và cho phép được parler d'éléments globalement, nói về các yếu tố trong một cái tổng thể. Chúng ta thấy là tất cả cái đầu, tất cả mọi người. Như vậy câu A và câu C là nói về tổng thể A et C. Emploi là cách sử dụng. Pour exprimer la quantité, chúng ta thấy này nó rõ ràng nói về quantité. Ở bên trên người ta hỏi là các tính từ nói về số lượng hay là chất lượng, thì rõ ràng là nói về số lượng. Nó cho phép diễn tả số lượng. Còn on peut utiliser les adjectifs indéfinis tout et chaque để diễn tả số lượng, người ta có thể dùng các tính từ không xác định tout hoặc là chaque. Và ở đây người ta nói lại điều mà chúng ta đã nói ở đầu này. Tout gồm có bốn dạng thức: tout, 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 s'accorde un genre et un nom avec le nom. Nó phù hợp về giống, giống là giống được giống cái, số, số là số nhiều, số ít, với danh từ. J'aime tous les prénoms en A. Tôi yêu thích tất cả các cái tên riêng và tận cùng bằng A. J'ai découpé toutes les têtes des photos. Tôi đã cắt tất cả các cái đầu trong các tấm hình này. Như vậy chúng ta dùng tính từ tout, tout để nói về một cái số lượng. Trong khi chaque est toujours suivi d'un nom au singulier, trong khi tính từ chaque thì luôn luôn đi theo một danh từ ở số ít. Chaque année, un nouveau prénom est à la mode. Mỗi năm thì có một cái tên riêng, nó lại hợp thời, mỗi năm nó thay đổi. Và bên dưới người ta lưu ý cho chúng ta, remark lưu ý, tu, T-O-U-T, T-O-U-T đây này, nó có thể là một đại từ neutre, gọi là trung tính, qui signifie toutes les choses, có nghĩa là tất cả mọi sự. Và trong trường hợp này thì nó không thay đổi, nó luôn luôn là T-O-U-T, nó luôn luôn là tu. Và tu này chúng ta gọi là đại từ, và đại từ này neutre, không thay cho một cái gì hết. Ví dụ, tout va bien, tất cả mọi chuyện đều ổn, tout va bien. Phần số 3 chúng ta sẽ làm bài tập complete avec tout, 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 tout. Chúng ta dùng bốn dạng thức của tu để điền vào chỗ này. Và chúng ta nhớ lại tu, T-O-U-T đi với một danh từ giống đực số ít, tut, T-O-U-T-E đi với một danh từ giống cái số ít, đi với danh từ giống số ít, và tu, tut đi với danh từ giống đực và giống cái số nhiều. Trong câu A chúng ta thấy danh từ này là danh từ giống cái số nhiều, person là một danh từ giống cái feminine, và đây là les personnes là số nhiều, chúng ta dùng tut, toutes les personnes. Toutes les personnes qui s'appellent Nathan sont timides. Tất cả những người mà có tên là Nathan thì đều là nhút nhát. Câu B chúng ta thấy đi với danh từ giống đực số ít thì chúng ta dùng tout. Tout le monde, T-O-U-T. Tout le monde, T-O-U-T. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il est fatigant. Tất cả mọi người đều đồng thuận để nói rằng, đều đồng ý rằng anh ta cái này rất là mệt, gây mệt, chúng ta bị mệt, fatigant là gây mệt. Câu C, cette situation me stresse, j'ai pensé. Ở đây chúng ta thấy phải đi với một danh từ giống cái số ít, chúng ta dùng tout. T-O-U-T-E, đi một danh từ giống cái số ít. Câu này có nghĩa là cái tình huống này, cái tình hình này làm cho tôi bị căng thẳng và tôi đã nhớ tới cái tình huống này. Y là tôi nhớ tới cái tình huống này suốt cả một đêm, toute la nuit. Câu D, ở đây chúng ta thấy có một danh từ số nhiều và giống
Được, chúng ta dùng tu test. Test là các cái trắc nghiệm, tu test lực việc mà tất cả các cái xét nghiệm hay là các cái trắc nghiệm TOEs lực việc mà xác định điều đó. Je suis quelqu'un de sympa, tôi là một con người gây thiện cảm với người khác. Tất cả mọi cuộc trắc nghiệm đều khẳng định một điều này, đó là tôi là một người có cái khả năng gây thiện cảm cho người khác. Câu ô, je n'ai plus d'argent, tôi hết tiền rồi. Je vais arrêter de sortir, tôi ngưng không đi ra ngoài chơi. Và bây giờ chúng ta dùng tính từ TOUS đi một danh từ số nhiều và giống được TOUS, le soir, và bây giờ tất cả một buổi chiều, tous les soirs. Và động từ sortir ở đây có nghĩa là đi ra ngoài để đi chơi giải trí đó. Je n'ai plus d'argent, je vais arrêter de sortir tous les soirs. Tôi hết tiền rồi và bây giờ tôi sẽ ngưng, không phải là tối nào cũng đi ra ngoài đi chơi. Và câu cuối cùng chúng ta thấy có một danh từ số nhiều và giống được tous les policiers, TOUS. TOUS. Tất cả mọi nhân viên cảnh sát, em sergeant d'enquête, tất cả mọi nhân viên cảnh sát đều yêu thích cái kiểu mà điều tra như thế này. Để như vậy chúng ta nhắc lại, vừa mới làm xong một bài tập điền với các tính từ này thì các tính từ này nó thay đổi theo giống và số với danh từ. Vậy chúng ta phải nhìn vào danh từ, nếu là số nhiều, số ít thì chúng ta và giống được giống cái, chúng ta tìm một trong bốn tính từ ở bên trên. Ở trong bài số 4 chúng ta cũng được yêu cầu điền với các tính từ shark, mỗi, tu, tut, tu, tut. Ở trong cái bài này, on fait une grande fête pour l'anniversaire de Leo. Chúng tôi tổ chức một cái buổi liên hoan lớn để mừng sinh nhật của Leo. Tous les ans, on là một danh từ giống đực và đây là số nhiều. Chúng ta dùng TOUS, tous les ans, TOUS. On fait une grande fête pour l'anniversaire de Leo tous les ans. Hàng năm chúng tôi tổ chức một buổi liên hoan lớn để mừng sinh nhật của Leo. Et c'est, và đây là đây chúng ta có danh từ foa này, chúng ta không không thấy số nhiều hay số ít mà chúng ta biết là tất cả mọi lần toutes les fois la même chose, foa là một danh từ giống cái và tất cả mọi lần là toutes les fois, toutes số nhiều, c'est toutes les fois, toutes les fois la même chose, và luôn luôn đều có một cái cùng một chuyện xảy ra. Tout le monde est content, đây là danh từ giống được, chúng ta dùng tout le monde est content, tất cả mọi người đều vui vẻ, đều hài lòng. Tout le monde est content, sauf lui, trừ ra nó, trừ nó là cái người tên là Leo. Il trouve toujours que nous n'avons pas invité assez de monde, bởi vì anh ta nhận thấy rằng chúng tôi đã không mời đông đủ người. Et qu'il n'a pas eu assez de cadeaux, và nó không nhận được nhiều cadeau, nhiều cái phần quà. Cette année pourtant, tuy nhiên năm nay, toute la famille, đây là danh từ giống cái, chúng ta dùng toute la famille, danh từ giống cái thì chúng ta dùng tính từ giống cái, toute la famille était là, và năm nay tất cả mọi người trong gia đình đều có mặt ở đó, tất cả mọi đồng nghiệp cũng vậy. Tous ses collègues, TOIS, tous ses collègues, TOIS, cũng vậy, cũng được có mặt. Sans parler bien sûr de tous ses amis, và dĩ nhiên là không nói đến tất cả bạn bè của anh ta. Tous ses amis, TOIS, tous ses amis. Tất cả mọi khách mời đều tặng cho anh ta một món quà đẹp. Ở đây chúng ta thấy đây là một danh từ giống đực và số ít, chúng ta để là TOUT, tout invité lui a offert un beau cadeau. Il en a eu 60, và anh ta có tới 60 phần quà. Toute l'année, nous invitons 10 personnes de plus, nous allons devenir fous. Ở đây année là một danh từ giống cái, chúng ta dùng tính từ put, danh từ giống cái số ít,
Tutelane. Trong bài tập số 5, người ta yêu cầu chúng ta hãy trả lời các câu hỏi sau đây. Répondez aux questions suivantes. Dans vos réponses, utilisez tout ou chaque comme dans l'exemple. Và trong khi trả lời, chúng ta sẽ sử dụng các tính từ không xác định, giống như ví dụ sau đây. Câu ví dụ là như sau. Combien de fois par mois faites-vous du sport? Các bạn chơi thể thao bao nhiêu lần? Combien de fois par mois? Thì trả lời là je fais du sport. Tôi chơi thể thao tous les jours, hàng ngày, chaque mercredi, hàng ngày, hoặc là tôi chơi thể thao mỗi thứ tư, hoặc là je ne fais pas de sport tous les mois, tôi không chơi thể thao tất cả tháng. Quand faites-vous le ménage? Thì chúng ta theo mẫu bên trên, chúng ta là trả lời là je fais le ménage tous les jours, hoặc là tôi làm việc nội trợ mỗi ngày thứ hai. Je fais le ménage chaque lundi. Hoặc câu B. Combien de fois par mois est-ce que vous discutez avec votre voisin? Bạn thảo luận, nói chuyện với ông hàng xóm bao nhiêu lần mỗi tháng? Thì chúng ta có thể nói là je discute avec mon voisin tous les jours. Ngày nào tôi cũng nói chuyện với ông ta. Câu C. Quand est-ce que vous travaillez? Khi nào bạn làm việc? Thì chúng ta nói là je travaille tous les jours. Tôi làm việc tất cả mọi ngày. Avec qui est-ce que vous aimez passer vos vacances? Bạn muốn đi trải qua kỳ nghỉ hè với ai? Thì chúng ta có thể nói là tôi muốn đi nghỉ hè với tất cả mọi người. J'aime passer mes vacances avec tout le monde, với tất cả mọi người. Comment fêtez-vous votre anniversaire? Các bạn mừng sinh nhật thế nào? Thì chúng ta nói là tôi mừng sinh nhật với tất cả các bạn bè tôi. Je fête mon anniversaire avec tous mes amis. Ở đây là tout le monde, với tất cả mọi người, hoặc là tous mes amis.